Em đang ở đâu? Em làm ơn nghe điện thoại đi. Anh xin lỗi. Anh thật lòng xin lỗi em. Em hãy quay về đi. Em đang ở đâu? Anh rất lo cho em. Em đừng làm như vậy nữa. Làm ơn nghe điện thoại đi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Em đang ở đâu? Nhiều không? Nhiều như thế nào? À, bằng cả đại dương này. Hãy để cho anh ở bên cạnh em suốt cuộc đời này, bảo vệ và che chở cho em. Anh hứa sẽ không bao giờ để em bị tổn thương đâu. Anh xin lỗi. À, Trang, cho chị hỏi, em đã thấy anh Khang đến cơ quan chưa? À, hình như sáng nay anh có báo xin nghỉ đấy chị ạ. Báo nghỉ á? Chị Hằng mà lại không biết anh Khang đi đâu á? Lạ thật đấy. Từ trước đến nay em thấy hai anh chị như hình với bóng cơ mà. Đúng rồi đấy. Lẽ ra chị phải biết trước bọn em chứ. Chắc sắp bị cho ra rìa rồi hay sao mà xoắn hết cả quẩy lên. Tất nhiên rồi. Một khi con ong mà đã tỏ rõ đường đi lối về, ra rìa là cái chắc. Cho chết. Alo, chào chị. Chị ơi, chị làm ơn cho tôi gặp Trinh phòng marketing được không? Trinh cũng đang nghỉ phép. Cho hỏi chị gọi từ đâu đến đấy ạ? Có cần nhắn lại gì không ạ? Dạ không, cảm ơn chị ạ. Trinh. Sao... anh lại biết em ở đây? Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi cơn mưa vội vàng
người đã cầu hôn em. Nên anh biết chắc chắn anh sẽ tìm được em ở đây. Trinh. Thế mà anh từng, anh đã quên rồi chứ? Không, sẽ không bao giờ anh quên được. Vào giờ phút này, anh có nói bất kỳ điều gì đi nữa, em cũng không thể nào quên chuyện đó được. Nhưng điều duy nhất anh muốn nói với em ở lúc này là từ khi em ra đi, anh đã biết suốt cuộc đời này anh không thể nào sống mà thiếu em được. Hãy tha thứ cho anh. Trở lại bên